bắt đầu diễn ra một cách đầy đủ nhất. Về phí cho anh mấy giây nhé, anh ghép vào cái clip sinh viên được duyệt. Tức là cao xe ôm đang 15 xe 18 nhé. Đổ mau vào. Mạch chuẩn bị xong cho. Mở quá. Chẳng ta. Nó nhìn cũng như chẳng bình thường. Đổ luôn. Đấy quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.